Mụn trứng cá là tình trạng viêm da chủ yếu ảnh hưởng đến mặt, ngực, lưng, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở tuổi dậy thì. Một thống kê cho thấy, có đến 77% trẻ vị thành niên nam và 89% trẻ vị thành niên nữ bị mụn trứng cá. Với những mức độ khác nhau, mụn trứng cá ở tuổi dậy thì cũng có nhiều triệu chứng khác nhau. Việc điều trị và dự phòng cần được thực hiện cẩn trọng và lâu dài để tránh sự phát triển quá mức của mụn gây suy yếu sức khỏe làn da cũng như ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vâng thưa quý vị, mụn trứng cá thực không còn xa lạ. Bất kỳ ai cũng từng một đôi lần bị mụn hoặc là thậm chí là sống chung với mụn trứng cá một thời gian dài, đặc biệt là tuổi dậy thì. Và dù có phổ biến, có quen thuộc đi chăng nữa thì câu chuyện về dự phòng mụn trứng cá, chăm sóc da mụn hay là điều trị dứt điểm mụn trứng cá tuổi dậy thì vẫn luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đó cũng là chủ đề được nhiều quý khán giả yêu cầu gửi đến chúng tôi. Và xin giới thiệu chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Trà My, là phó trưởng bộ môn da liễu trường Đại học Y Dược Đại học Huế. Rất vui được gặp lại bác sĩ Trà My trong chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay ạ. Chào MC Diễm My, chào quý khán giả. Xin được hỏi bác sĩ Trà My là đã có bao giờ mà bác sĩ bị mụn trứng cá hay chưa ạ? Mình vẫn là một người da dầu và người da mụn, chỉ là kiểm soát ổn nên là trong mọi người không nghĩ rằng mình vẫn là một người dễ bị nổi mụn thôi. Chúng ta có thể hiểu như thế nào về cái tình trạng mụn trứng cá và tại vì sao mà nó lại phổ biến ở tuổi dậy thì ạ, thưa bác sĩ? Ở độ tuổi dậy thì nó có là một cái một cột mốc rất là quan trọng trong cái sự phát triển chuyển từ một cái đứa trẻ thành một cái người trưởng thành. Thì cái thời điểm đó nó có một cái đặc điểm là cái tuyến sinh dục nó bắt đầu hoạt động và nó tiết ra cái hormone sinh dục. Thì cái hormone này chúng ta hay còn gọi là nội tiết sinh dục á. Thì trước độ tuổi dậy thì á, thì cái tuyến bã nhờn trên da của trẻ em á, nó không hoạt động. Do đó là trẻ em trước dậy thì nó chỉ có một loại da là da trẻ em thôi. Nhưng mà kể từ lúc mà nó dậy thì cái tuyến nội tiết đó nó tiết ra cái hormone, nó lại tác động làm cho cái tuyến bã nhờn nó hoạt động. Khi nó hoạt động thì nó bắt đầu phân cái loại da ra thành những cái loại khác nhau, tùy vào cái lượng nhờn nó tiết nhiều thì chúng ta có người da dầu, lượng nhờn tiết bình thường thì là da thường, và lượng nhờn tiết ít quá thì nó sẽ là người da khô. Và những bạn nào là người da tiết nhiều nhờn nhờn dầu thì nó sẽ là đối tượng nguy cơ của việc xuất hiện mụn trứng cá. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái yếu tố nào nó quyết định cái việc người này nhiều nhờn hơn người kia thì nó là do cái yếu tố di truyền. Do đó chúng ta cũng có thể hỏi lại cái tiên sử của bố hoặc mẹ. Vậy thì chúng ta có thể là xác định được cái thời gian mà bị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì là nó kéo dài trong bao lâu và nó có từ hết hay không ạ? Có thể từ hết đấy, thì mình nói rồi, nó từ giới hạn có nghĩa là nó từ hết. Nên là cái tỷ lệ mà trẻ mà dậy thì mới bị mụn trứng cá chúng ta sẽ thấy nhiều hơn là cái độ tuổi là bắt đầu các bạn sinh viên. Và khi mà mốc qua mốc 30 tuổi chúng ta thấy là còn ít hơn nữa đấy. Nhưng mà chứ cái độ tuổi mà chính xác thì tại vì cho bằng nam và bằng nữ là cái độ tuổi dậy thì nó không có giống nhau. Nhưng mà ví dụ như chúng ta thấy một cái bé gái mà bắt đầu lẩm tẩm có mụn, chúng ta thường thấy cái mốc dậy thì của bé gái là bắt đầu có kinh. Nhưng mà thực tế khi bé gái lẩm tẩm có mụn thì nó đã chỉ điểm là cái nội tiết của bé nó bắt đầu đó hoạt động rồi, nhưng mà nó chưa đủ nhiều để mà bé hành kinh. Thì chuẩn bị trong thời gian tới bé chuẩn bị sẽ hành kinh là dấu hiệu báo hiệu của dậy thì. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể là phân biệt được giữa là mụn trứng cá ở tuổi dậy thì và những cái loại mà bị viêm mụn khác? Thực tế là mụn trứng cá ở độ tuổi dậy thì hay là mụn trứng cá thông thường thì cái biểu hiện lâm sàng nó vẫn tương đồng nhau. Tức là nó sẽ phân ra hai cái nhóm mụn chính là mức độ nhẹ, là nó chỉ là những tổn thương không có viêm đỏ, nó chỉ là côi mụn thôi, côi mụn đặng hay là côi mụn mỡ, mình hay gọi là mụn đầu trắng hay mụn đầu đen đó. Và cái mức độ nặng hơn thì nó sẽ chuyển sang các cái tổn thương viêm đỏ bao gồm là sẩn đỏ này, mụn mủ này, thậm chí là bọc nang cục này đó. Thì ở người mà mụn trứng cá thông thường của người trưởng thành như thế nào thì trẻ dậy thì nó vẫn có như vậy, chỉ có khác ở chỗ đó là cái nền da của một cái đứa trẻ dậy thì ấy, mặc dù nó xuất hiện tổn thương mụn nhưng mà cái nền da của nó vẫn còn mang tính chất nền da chưa trưởng thành hoàn toàn, nên nó mang tính chất da nó vẫn còn nhạy cảm. Do đó khi mà lựa chọn các cái sản phẩm mà giống như da của người trưởng thành ấy, thì cái mức độ dung nạp trên những cái da của mẹ em mới dậy thì này nó rất là khó, nó dễ bị kích ứng do cái tính chất nó còn mỏng hơn và nó chưa trưởng thành hoàn toàn. Vậy còn đối với trường hợp mà khi mà bị mụn thì chúng ta nhìn vào trực tiếp ở những cái mụn đó thì chúng ta phân biệt như thế nào ạ? Nó giống nhau về loại nhưng mà nó có cái tính chất là phân bố thì đặc trưng. Bởi vì phía phương diện nội tiết là cái vùng tiết dầu nhờn nhiều nhất được gọi là vùng chữ T ở mặt. Ở T có nghĩa là nó sẽ có một cái trục giữa và nó một cái cọc và nhành ngang. Thì chúng ta sẽ thấy mụn là tập trung chủ yếu đúng vào cái trục đó, tức là vùng trán nhiều mụn, vùng mũi,
vùng cánh, má trắng và vùng cằm. Nhá. Thì khi mà nó nặng thì nó sẽ bị được hết tất cả mọi thứ, thì nó sẽ bị răng làm mã và nhìn về thái dương. Nhưng mà cái trục chữ T chúng ta sẽ luôn luôn thấy nó là nơi xuất phát điểm sớm nhất và thường nặng hơn những cái vị trí khác. Thì đó là cái vị trí phân bổ của tuyến bã nhân tự nhiên để biết được đây là cái tác động tự nhiên. Nhưng như ví dụ như nếu như là một cái trường hợp của người trưởng thành bị mụn do mỹ phẩm chẳng hạn, thì nó chỉ phân bổ ở những cái khu vực người ta thường bố mỹ phẩm đó, hoặc là vùng quanh miệng thì do tác động của các cái sản phẩm đó. Còn cái trục này là cái vị trí phân bổ nó sẽ gợi ý. Chứ còn cái số lượng tổn thương hay là cái loại tổn thương thì nó vẫn có thể mang tính chất giống như mụn trứng cá thông thường. Đây là cái cách rõ ràng nhất để chúng ta có thể là nhận biết được mụn trứng cá ở tuổi dậy thì. Và khi mà gặp cái trường hợp này dù ít hay là nhiều thì những các bạn cũng cảm thấy là tự ti bởi vì cái tình trạng mà mình gặp phải. Vậy thì đối với những trường hợp này chúng ta sẽ xử trí và điều trị như thế nào? Đối với những cái trẻ mà vô tâm vô tư thì không có vấn đề gì, nhưng mà cũng có rất là nhiều trẻ trẻ nó nhạy cảm về cái phương diện ngoại hình, nhất là ở cái độ tuổi dậy thì chúng ta cũng biết là trẻ có rất nhiều cái thay đổi về tâm sinh lý, nên là bên thực tế tâm sàng mình cũng thấy là có nhiều bạn lúc mà tới mình á là da mới buổi đầu gặp mặt á nó rất là nó rất là ngại trong giao tiếp, nó ít nói, mặt nó cúi gầm xuống, nó khá là trầm. Nhưng mà sau vài tuần điều trị khi mà tổn thương nó cải thiện á thì mặt nó tươi lên hẳn, em nó bắt đầu nó hoạt bát hơn, nó nói chuyện cũng nhiều hơn. Nên như vậy chứng tỏ rằng là chỉ cái mặc dù là chúng ta không có để ý thấy cái mức độ quan trọng, bởi vì là tùy mỗi trẻ cái mức độ quá ảnh hưởng nó sẽ khác nhau, nhưng mà đối với một số trẻ nhạy cảm thì chính cái việc mà là tổn thương nó có vấn đề ở trên mặt do mụn gây ra là làm cho trẻ kém tự tin. Không những là chỉ điều trị về phương diện thực thể, tức là giải quyết mụn, mà trong cái cách giao tiếp thì phụ huynh cũng có thể là trao đổi trước với bác sĩ về cái rối loạn đó, để bác sĩ sẽ lựa cái cách tư vấn và trao đổi nói chuyện với cái em bé đó để làm sao cho em bé đó nó tiếp nhận cái thông tin về cái nhu cầu điều trị, bởi vì thực tế điều trị những em đó nó rất là vất vả. Và có một thói quen mà hầu như là bạn nào cũng mắc phải, đó là khi mà bị mụn thì thường là nặng. Vậy thì bác sĩ Trang có thể là giải thích cái ảnh hưởng hay là hậu quả của việc mà từ nặng mụn như thế không? Thì là đối với mụn trứng cá mà chỉ định để nặng mụn thì nó chỉ dành cho mụn trứng cá mà dạng côi thôi, tức là không viêm. Bởi vì nếu như có viêm là có hiện diện của vi khuẩn, nặng không đúng cách nó sẽ làm cho vi khuẩn nó còn phát tán ra làm nặng hơn, mà nhất là đụng tới những cái mụn bọc thì đã những mụn đó là nguy cơ tạo sẹo là cao rồi, thì nặng vào những cái mụn đó thì còn sẹo trầm trọng hơn nữa. Do đó là cái việc mà nặng hay không nặng mụn trên từng bé nào thì nó sẽ phải phụ thuộc từng bé, ví dụ như loài mụn này. Thứ hai nữa là chỉ cái mức độ cần thiết không, nếu như sản phẩm có thể giải thì quyết được rồi thì cũng cân nặng. Và cả thứ ba là một cái đặc điểm riêng dành cho cái độ tuổi này, đó là cái khả năng chịu đau nó kém. Nên là nếu như mà cứ ép nó ra một cái dịch vụ nặng mụn để cho thấy nhanh hiệu quả, xong rồi nó xuất hiện cái cảm giác sợ và nảy sinh một cái cảm giác là chống đối lại với việc mà mẹ dẫn đi điều trị, thì tự nhiên nó là đem lại cái kết quả không hay. Còn đương nhiên việc từ nặng thì không khuyến khích, bởi vì là cái động tác từ nặng đó nó thường là chỉ dành cho những cái mụn viêm đỏ thôi. Vì từ nặng mụn côi nó sẽ rất là khó, mà mụn đó là mụn có vi khuẩn, nên sau này về lâu dài nó sẽ để lại sẹo, là cái mà chúng ta sẽ không mong muốn nhất. Cái từ mụn trứng cá như lúc đầu mình nói là giới hạn, đó là cái tình trạng từ xuất hiện mụn giới hạn. Nhưng khi chuyển qua sẹo là một cái di chứng của mụn thì sẹo có khả năng tồn tại suốt đời. Và cụ thể ở đấy thì bác sĩ có thể là chia sẻ những cái lưu ý khi mà chăm sóc da bị mụn trứng cá, và đặc biệt là chúng ta dự phòng như thế nào? Việc cương một tí mụn trứng cá ở độ tuổi dậy thì nó vẫn là sinh lý, và nó cũng không nhất thiết phải điều trị nếu như nó chỉ ngang mụn côi và số lượng nó ít đó. Thì là chỉ cái bước rửa mặt nó rất là quan trọng. Đặc điểm bước rửa mặt là cần phải lưu ý trong cái độ tuổi này, bởi vì trước khi mà em dậy thì em không cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt, em nào cũng chỉ rửa mặt bằng nước. Nhưng mà từ thời điểm dậy thì mà đã thấy mụn, tức là da nó tiết dầu, thì nước nó không khỏi hóa tan làm sạch được chất dầu, do đó nó sẽ cần sữa rửa mặt. Mà cần sữa rửa mặt không nó cũng không đủ, bởi vì sữa rửa mặt này là không phải tròn như kiểu người lớn được, bởi vì da nó đang lưng lửng. Sữa rửa mặt dành cho mụn nhưng mà là dành cho một cái da còn nhạy cảm đấy. Và thứ hai nữa là cái vấn đề trên thực tế mình hay gặp nữa là cái sữa rửa mặt không cũng chưa chắc đem lại được thành công, cho dù nhẹ, bởi vì trẻ cũng không biết cách rửa mặt đúng cách. Vì trước giờ trẻ vẫn chỉ khoác và dám ba cái ở trên mặt nó đi ra, nên là chỉ cũng phải có một cái buổi mất khoảng dám 10 phút mẹ hướng dẫn cho mẹ, rồi mẹ về mẹ mẹ con là cài tóc cao lên, rồi là lấy lượng sữa rửa mặt nhiều như thế nào, khoảng nước được rồi tán rồi đánh rồi xoáy như thế nào, để hướng dẫn cho trẻ một vài lần đầu tiên để rửa mặt cho nó đúng cách đó. Nên thì với mức độ nhẹ như vậy là xong.
Như vậy chúng ta thấy rằng là đối với phần lớn thì nó sẽ ở mức độ đó thôi. Nhưng mà cũng có nhiều bạn chúng ta sẽ thấy ngay từ độ tuổi như 13, 14 tuổi mụn trứng cá đã lên rất là nặng rồi. Và cái những đặc điểm đó chúng ta sẽ thấy rất là dễ, đó là chỉ bố hoặc mẹ đã có cái tiên sử mụn trứng cá nặng từ cái hồi mà bố mẹ còn trẻ rồi. Như vậy thì ở những trường hợp mà mình thấy mụn viêm đó, mụn có vi khuẩn tẩy đỏ lên, thì những mụn đó ngắn hạn thì nó sẽ để lại thâm, dài hạn thì nó sẽ để lại sẹo. Đó, thì những mụn đó nó sẽ cần cái can thiệp điều trị. Điều trị ở đây thì đương nhiên là vì độ tuổi này nên cái sản phẩm chọn không phải hoàn toàn phải là thuốc đâu. Nó cũng chỉ có thể là những cái sản phẩm mà nó giảm và nó ức chế thôi, chứ nó cũng không mang tính chất điều trị quá mạnh như là một cái điều trị của người lớn. Thì tùy vào mức độ. Như vậy bố mẹ phải đánh giá là cái mức độ này cần hay chưa cần cái việc phải đi tới bác sĩ để khám. Cái lưu ý thứ hai nữa là bố mẹ nên đánh giá thêm là cái tâm sinh lý nhu cầu của trẻ có hay không. Bởi vì thậm chí có mụn nhưng mà trẻ không có nhu cầu cái chế độ sinh hoạt và ăn uống. Tại vì cái độ tuổi này là trẻ đang còn phát triển. Đương nhiên là dinh dưỡng mình sẽ tối đa hóa cho cái nhu cầu phát triển của cái độ tuổi dậy thì này. Nhưng mà cái thói quen thức khuya thì nó sẽ có cái cơ chế về y khoa là nó sẽ tăng tiết nhơn. Và việc tăng tiết nhơn thì nó sẽ làm cho tình trạng mụn nặng hơn. Nên là cũng khuyến khích là làm thế nào mà rút ngắn cái thời gian thức khuya của trẻ xuống. Các cái thức ăn mà chứa nhiều đường, đồ ngọt hoặc là dầu mỡ. Nhưng mà rõ ràng đó là những cái thực phẩm mà các bé dậy thì là cực kỳ khoái. Chúng ta thấy như gà rán, như là trà sữa. Thì thực tế là chỉ cái sở thích, nhưng mà không phải là luôn luôn nó đồng hành với là cái nhu cầu phát triển của trẻ. Bởi vì là những cái sản phẩm đó chúng ta cũng nghe là nó có hại, nhưng mà không biết là hại với cơ thể ở cái phương diện nha. Thì đối với những bạn mụn thì nó sẽ làm cho cái tình trạng tăng tiết dầu này, rồi nó làm cho mụn mà từ mụn côi nó sẽ dễ dàng chuyển sang mụn viêm đỏ tẩy hơn này. Thì nên ra là chúng ta cũng khuyến khích là bố mẹ về hạn chế bớt các loại thực phẩm đó cho trẻ. Quý vị thân mến, với một số phụ huynh thì điều trị mụn trứng cá cho con thực sự là một thách thức và phải mất khá là nhiều thời gian. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với một số trường hợp như thế. Em bé này là một cái em bé nam 12 tuổi, mụn trứng cá nó đang biểu hiện rất là đặc trưng của mụn trứng cá tuổi dậy thì. Nó phân bố của tổn thương mụn á là nó nằm đúng ngay cái trục chữ T mà tiết dầu tự nhiên của cái nội tiết. Đó là cái nhánh ngang của trán và cái trục từ sống mũi nó đi tới cằm và hai bên cái phần cạnh mũi một tí. Thấy ban đầu thì nó ít, nhưng bây giờ nó lên viêm nhiều và nó bắt đầu là để lại các cái dấu thâm khá là nhiều. Thì lúc bố mẹ đưa tới á thì bố mẹ có vẻ đóng vai trò là chủ động, nhưng mà khuyến khích là em bé sẽ là người trung tâm. Thì đợt này là em nó đang có một cái đợt mụn lại do là có một cái đợt cũng do sốt xuất huyết. Nhưng mà mình sẽ khẳng định với em là trong vòng 2 tuần tới nhá, thì tiếp tục điều trị như thế này thì em sẽ đạt được kết quả tốt, và 4 năm học thì em sẽ tự tin đi học lại không còn mụn. Để khuyến khích các bạn là chỉ tiếp tục cái quá trình điều trị. Vâng, thưa bác sĩ Trà My, và với chủ đề này thì chúng tôi cũng đã nhận được một số câu hỏi của quý vị khán giả gửi đến chương trình. Câu hỏi đầu tiên, con gái em năm nay 11 tuổi, em đã thấy là bắt đầu lấm tấm mụn ở trên mặt rồi, cháu vẫn chưa có cân. Vậy thì đó có phải là mụn trứng cá tuổi dậy thì hay không, và có cân phải can thiệp hay không? Thì như lúc nãy mình nói đấy, có thể là mụn nó xuất hiện trước cả cái việc mà em bé đấy bắt đầu có cái chu kỳ kinh đầu tiên, nhưng mà nó sẽ chỉ điểm cho mình biết rằng là em bé này đã bắt đầu có cái tuyến nội tiết bắt đầu hoạt động rồi. Như vậy thì mình thấy mới lấm tấm và mụn côi thôi thì nó cũng đáng mức độ nhẹ nhàng. Là hai nữa là chiếc da mà em bé này trước giờ chắc cũng chưa dùng sữa rửa mặt, thì chưa trước mắt là mình cứ tập cho em bé dùng sữa rửa mặt trước thôi, chứ cũng chưa cần thiết mà phải đi điều trị đâu. Và cũng không cần quá lo lắng, bởi vì là cái mức độ mà ngang côi thì thường nó là đang ở mức độ nhẹ nhất của mụn rồi. Nếu như em bé mà tiến triển ra cả tổn thương viêm ở trong những năm tiếp theo thì chúng ta sẽ nên cần điều trị. Còn nếu như cứ duy trì côi sau một vài năm nữa rồi nó sẽ tự động nó xuống thì coi như là xong cái giai đoạn mụn trứng cá dậy thì. Và câu hỏi thứ hai, con trai em 15 tuổi, mụn trứng cá đã xuất hiện 3 năm nay rồi. Ban đầu thì nó chỉ ít nhưng mà giờ khá nhiều và để lại thâm đầy mặt, khiến cho cháu cảm thấy là không tự tin. Giờ có cách gì để mà điều trị thâm hay không? Vấn đề quan tâm của các bạn nhỏ hay là cả thậm chí là các bạn là sinh viên, đó là quan tâm điều trị thâm hơn mụn. Thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại muống vàng vết thâm. Nhưng mà không có để ý đến giai đoạn mụn, chỉ để ý đến giai đoạn thâm thôi. Thì đầu tiên là khi mà mình nhận định một cái tình trạng tới với nhu cầu điều trị thấm thì thường bác sĩ sẽ phải đánh giá lại là hiện tại cái tình trạng mụn của bạn đang còn tiếp diễn hay là không đã.
Bởi vì là cái thấm là hậu quả của mụn. Nếu như chúng ta thấy mụn là vẫn đang còn các mụn côi, mụn viêm vẫn đang còn lên mới, như vậy thì chắc chắn dự đoán là trong vòng 1-2 tuần tới là bạn cũng sẽ xuất hiện các cái thấm mới. Như vậy chúng ta cứ quấn cuộn vào những cái thấm hiện tại mà không ức chế những cái thấm mới nó đang tiếp diễn, thì cái con đường mà điều trị thấm của chúng ta nó sẽ ra chứ không tới hồi kết được đâu. Nhá, nếu như bạn đã qua được giai đoạn mụn, bây giờ chỉ thuần thấm thôi, thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mà giải quyết thấm nhanh, nhưng mà cũng phải lựa chọn là dành cho da mụn để cho nó tránh cái tình trạng mà bị tắc quá nó lại tái phát lại mụn. Nhưng nếu như chúng ta thấy một cái nền da mà còn mụn ẩn, mụn côi dưới da rất là nhiều mà mụn viêm vẫn còn tiếp tục mọc mới, thì chúng ta nên phối hợp cả hai cùng một lúc, đó là vừa điều trị ức chế và đào thải cái mụn cũ, cũng vừa giải quyết thấm cho bạn. Như vậy thì trong vòng 1-2 tháng tới thì mụn không còn mọc, chúng ta sẽ không bị thấm mới, và mụn thấm cũ chúng ta cũng giải quyết được, nên sẽ tới được một cái đích là chúng ta sẽ không có dấu vết được trên mặt. Thì chắc chắn đó sẽ là cái kỳ vọng của cả phụ huynh và cả bạn, chứ không phải là chỉ chấm mỏng để giải quyết những cái thấm đã xuống. Nên thành ra là không có một cái câu trả lời duy nhất dành cho cái câu hỏi này được, bởi vì mình cũng cần phải xem lại là bây giờ bạn thấm hoàn toàn hay là vẫn còn mụn. Và đối với trường hợp của bạn nam 15 tuổi này thì cần phải đến với cơ sở y tế chuyên khoa về da liễu để được thăm khám và hướng dẫn cụ thể hơn. Và một câu hỏi tiếp theo, con gái em 14 tuổi có mụn trứng cá trên mặt và đã từ mua rất nhiều loại mỹ phẩm để dùng. Mẹ khuyên là không nên dùng nhưng mà cháu không nghe. Bác sĩ có lời khuyên nào cho trường hợp của cháu hay không? Chắc là tình trạng này không ít phụ huynh mắc phải, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ nhận định trước là trẻ có mụn, và vấn đề thứ hai là trẻ có nhu cầu và trẻ rất quan tâm tới cái việc giải quyết cái mụn đó, nên trẻ có nhu cầu đó. Thì 14 tuổi thì mình cũng đã gặp cũng không ít, nhiều trẻ thì 14 tuổi nó chẳng biết cái gì, sửa rửa mặt cũng không biết, nó ráng rửa cái gì, nhưng mà 14 tuổi những trẻ đem tới cả một rổ sản phẩm, việc vắn vách và nắm rất rõ các cái thành phần hoạt chất như là một người trưởng thành đi lựa chọn mỹ phẩm 14 tuổi. Nên là chứ chúng ta nếu như chúng ta mà gặp cái đứa trẻ không biết gì á, thì chúng ta sẽ đưa dễ dàng đưa tới bác sĩ để cho bác sĩ lựa chọn lại. Bởi vì trẻ có nhu cầu điều trị rồi, đến trường hợp đó chúng ta đưa tới bác sĩ thì trẻ nó sẽ khá là hợp tác để bác sĩ phân tích loại này dùng được, loại này không dùng được, để tránh cái việc trẻ mua những thứ mà có thể làm hư da nữa đấy. Thì tới đó nhờ bác sĩ kiểm tra và bác sĩ sẽ tư vấn trẻ trực tiếp. Thì đối với điều trị mụn trứng cá cũng nên nhắc nhở các phụ huynh là nên để cho trẻ nó chủ động trong cái việc trao đổi thông tin với bác sĩ, và bác sĩ cũng sẽ trao đổi thông tin về việc thoa như thế nào, uống thuốc nó như thế nào, vấn đề như thế nào khi thoa, để cho bác sĩ và trẻ nó tương tác với nhau thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Chứ còn nhiều trường hợp mình cũng gặp là về là mẹ rửa mặt cho cháu, về mẹ thoa thuốc cho cháu, tới lúc mẹ thoa thì mẹ đâu biết được là đám chỗ này nó hơi rác và mẹ vẫn cứ thoa. Nhưng mà nếu như mình tự thoa thì mình sẽ tự đồng cảm nhận rác, mình sẽ thuộc thay lại chứ, đúng không? Rồi là chứ mình sẽ thoa mỏng hơn ở những chỗ bị rác. Như vậy thì về vấn đề lâu dài, trẻ ở độ tuổi này là nó đang có một cái tính cũng là rất là khó để mà gọi là hợp tác một cách hoàn toàn. Nhớ đó là chỉ để cho trẻ ở cái vị thế là chủ động, nó hiểu được cái nhu cầu, nó hợp tác với bác sĩ để giải quyết vấn đề, thì nó vẫn tốt hơn là một mình chỉ nói trẻ là cấm cản là không được dùng sản phẩm nào, không được dùng sản phẩm kia. Đôi lúc trẻ nó không chịu nghe đâu, nhưng mà mẹ nói không nghe nhưng bác sĩ nói là trẻ là có thể nghe tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Trà My đã tham gia chương trình với những thông tin chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, như vậy có rất nhiều cách điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì, tuy nhiên cần áp dụng phương pháp phù hợp với từng tình trạng mụn để mang lại hiệu quả cũng như là phòng tránh nhiễm trùng hoặc là sẹo thâm do mụn trứng cá gây ra. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.